chấp nhận chịu thiệt, không hề là kẻ ngốc. Câu chuyện về người chuyên cho và kẻ chuyên nhận. Vào đời nhà Minh, có hai anh em tính cách trái ngược nhau. Trong khi người anh lười biếng, tham lam, thì người em lại chăm chỉ và thương người. Một lần khi họ để xe đi bán hàng đúng vào ngày mưa to, đường trơn, nên một trong hai người bị trượt chân và chiếc xe kéo cả hai người xuống vực và qua đời. Tới địa ngục, họ được lính gác đưa tới gặp Diêm Vương, đang phân định rằng họ không làm việc gì quá tốt hay quá xấu nên cùng được đầu thai làm người. Diêm Vương yêu cầu thử kiểm tra xem có gia đình nào sắp sinh con hay không. Gia đình nhà Triệu lớn lên sẽ thường bố thí và giúp đỡ người khác. Còn con trai họ Tạ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, và Diêm Vương đồng ý cho hai anh em này đầu thai vào hai gia đình trên. Người anh thầm nghĩ, nếu con nhà họ Triệu, mình sẽ bận rộn và vất vả vì đi giúp người khác. Nhưng nếu là con trai họ Tạ, thì mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ an nhàn hơn bội phần. Nghĩ thế, nên anh cầu xin, thưa Diêm Vương, con mong có được cuộc sống an nhàn, nên Ngài cho con tái sinh vào nhà họ Tạ, được nhận sự giúp đỡ của mọi người. Người em trai thường xuyên nhận thiệt thòi về mình, nên xin Diêm Vương cho anh được chuyển sinh nhà họ Triệu. Anh nói, tôi xin tình nguyện chuyển sinh vào nhà họ Triệu để làm việc giúp đỡ những người khó khăn. Sau khi phán quyết xong, cả hai anh em được đầu thai đúng như ước nguyện. Người em trai được chuyển sinh vào nhà họ Triệu, giàu sang, dư tiền của. Họ thường xuyên đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cậu hỗ trợ bố mẹ đi khắp nơi để cứu người, và ai cũng mang ơn gia đình họ Triệu. Còn người anh lại được chuyển sinh vào nhà họ Tạ nghèo khổ, thường phải đi xin ăn thừa từ người khác. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn với việc đảm bảo đủ ăn, đủ sống bằng cách đi xin sự giúp đỡ của mọi người. Câu chuyện thứ hai, chịu thiệt là phúc không chừng. Chính Đức Phật cũng luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Đức Phật ngay từ đầu đã chọn một vùng rất nghèo của đất nước Ấn Độ, một phần vì Ngài thấy nơi đây khó khăn, nghèo khổ, lạc hậu, cho nên Đức Phật muốn gieo duyên cho vùng đất đó. Khi mọi người đến chiêm bái Ngài, người dân nơi đó được hưởng phước hoặc sanh tính tâm, thiện căn tăng trưởng, dần dần đi đến giác ngộ. Nếu ngược lại, Ngài chọn đến trung tâm một thành phố lớn để thị tịch cho nhiều người đến viếng mình, để mình được nổi tiếng, lo đám cho mình được lớn lao đầy đủ. Ngài nghĩ đến người khác mà chọn cho mọi người là một sự quên mình, và nghĩ đến cho chúng sinh là một sự dấn thân thực sự. Hiện nay, phần đông chúng ta được phân công đi đâu đó để làm việc thì thích chọn chỗ giàu sang tiện nghi để cưng chiều tư ngã, phục vụ cho tấm thân tứ đại này được êm ấm. Ngay việc chọn nơi thị tịch của Đức Phật, chúng ta đã học được công hành dấn thân cho ra thực sự. Khi quên mình để dấn thân cho ra, thì sẽ cảm nhận được niềm an vui, biết đó là việc làm cao thượng. Khi cõi lòng được an vui, thanh thoát như vậy, thì biết chúng ta đã học đúng theo thiền pháp,
theo hạnh giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ dạy sẽ đưa đến một đời sống an ổn, tươi vui. Ngài biết rõ rằng phúc lộc thọ ở thế gian, con người đều là đổi từ thức ăn mà ra. Bản thân có thể chịu thiệt thòi ở hiện tại, nhưng lại có thể tích đức không chỉ cho mình mà cho muôn loài. Chúng ta tầm thường gì chỉ tập trung lợi ích cho mình, bởi vì đại đa số chúng ta mong cầu sự thoải mái, tiện nghi, nên không chịu nổi thiệt thòi. Đi làm thích việc nhẹ nhàng nhất, hay lên xe đến một cuộc họp, ta thường tranh chỗ tốt, còn người khác thì mặc kệ. Có thể thấy, mỗi một ý niệm hay hành động nhỏ, con người thường nghĩ về mình hơn là người khác hay tập thể, và thậm chí là bạn tập trung lợi ích cho gia đình mình hơn bất cứ những người xung quanh khác, cũng chính là tư lợi về mình. Chúng ta quên mất niềm vui mang lại khi được giúp ai đó, cho dù bản thân không được thoải mái, nhưng tâm ta lại được vui. Thử tưởng tượng, mỗi lần ai nhận được sự hỗ trợ của ta là họ vui, ta cũng thấy vui đấy thôi. Chỉ khi không nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho người khác, và dễ có được niềm vui cao thượng. Không đủ trí tuệ để đủ nhìn xa trông rộng, nên chúng ta thường coi trọng bản thân mình quá. Vì thế, lòng mình trở nên nhỏ hẹp, đời sống ích kỷ, nhỏ nhoi. Từ đó, cuộc sống dễ sanh muộn phiền. Thay vì chăm chăm cho lợi ích của bản thân, bạn nên làm những việc mà để khi về già, ngồi gẫm lại những việc đó, tự nhiên trong lòng thấy phấn chấn an vui, thoải mái mỉm cười khi nghĩ về. Chỉ khi không đặt mình trên tất cả, ta mới xem nhẹ và nhìn mọi thứ xung quanh trở nên đơn giản. Từ đó, lòng tự mở rộng, thường ban cho người khác những gì tốt nhất. Với mình thì bình thường, như thế nào cũng được. Nhẫn nhịn chịu thiệt lại tạo ra phúc. Sẽ có lúc bạn lo sợ rằng mình chịu thiệt sẽ bị lợi dụng, nhưng nên nhớ rằng việc đó còn phải kết hợp cả sự nhạy cảm, trí tuệ để bạn đưa ra lựa chọn đúng. Nhưng cũng đừng quên quy luật nhân quả sẽ tìm cách cân bằng, và bạn cũng chẳng phải lo nghĩ việc đối đầu với họ. Chịu thiệt có phải là kẻ ngốc? Cứ quay về những thời kỳ lịch sử, có rất nhiều hiền sĩ quân tử cũng lấy chịu thiệt để yêu cầu, ước thúc bản thân mình và giáo huấn con cháu, thì họ có ngốc hay không? Kỳ thực, đó là hành động của sự khôn ngoan. Không phải ai ý thức được cũng đã làm được, vì trong đó chứa đựng cả cảnh giới của sự từ bi và trí tuệ. Người biết chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan. Họ có tấm lòng từ bi rộng lớn, luôn suy nghĩ cho người khác trước mà quên đi bản thân. Nếu có thể giúp ích cho người khác thì họ sẵn sàng chịu thiệt thòi. Họ cũng không vì lợi ích trước mắt mà tranh đấu. Bởi lẽ, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh, mà còn tích được công đức sâu dài về sau. Họ sẽ nhận được phước báo theo quy luật nhân quả. Cuộc sống này, ai chẳng ham muốn hưởng lạc, nhưng việc đó quá đơn giản, và lối sống ấy chỉ khiến chúng làm tiêu hao, mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Nếu biết chủ động chọn việc lao động vất vả, cực khổ, tích đáng, có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể, thì chúng ta càng có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm sống.
giữa những kẻ luôn luôn khiến cho người khác phải chịu hại chịu thiệt, bạn bè người thân xa lánh, không ai muốn làm việc cùng, chẳng phải là mất đức rồi sao? Nhưng với người luôn sẵn lòng chịu thiệt, thường làm việc tốt, chính vì vậy những điều may mắn, hảo vận thường đến với họ. Vì thế, chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, đừng ngại học hỏi, làm việc tốt, nói lời hay. Trong tâm chứa đựng điều tốt đẹp, trước tiên tạo phúc cho người khác, sau đó người đó cũng sẽ tạo phúc cho bạn. Như thế thì có đâu mà thiệt thòi. Vì thế, chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan đi chứ. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu. Bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đang có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói, khuyên người siêng làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ, nếu phát Bồ Đề Tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ, ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần. Đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng điên cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ chậm nhưng dữ dội.
Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo chó hoặc những động vật khác. Trời biết đất biết bạn đang làm gì. Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn, bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường
để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật, khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xả ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là trò trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ. Đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn, phải điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không hoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dường. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dường nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dường mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dường nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dường mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dường con đi. Người đàn ông không để con Dường nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dường nhỏ trước mặt con Dường mẹ. Dường mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dường cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dường đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy,
nhưng vẫn không biết nói, dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với ba đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, ngươi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có ba con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và ba con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho ba con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả ba con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng ba người con trai biết nói như người bình thường. Đức Phật chỉ ra 5 đặc điểm người mang mệnh khổ. Có những lần bạn gặp một người ăn xin, nhưng tấm lòng của họ rất thơm thảo. Dù bản thân đang là một người rất khó khăn, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ phần đồ ăn mình đang có trên tay cho một người khác. Bạn sẽ tự hỏi tại sao họ tốt như vậy mà vẫn khổ cực. Từ tốt mà chúng ta vẫn hiểu đang quá chung chung, vì cũng chính người làm việc tốt với bạn nhưng lại đã và đang đi hại người khác. Đức Phật đã chỉ ra những đặc điểm người mang mệnh khổ sau đây để bạn tự nhắc nhở bản thân và tìm cách phòng tránh. Thứ nhất, kẻ quên đi chữ hiếu. Nếu bản thân đang rơi vào cảnh khổ, đừng chỉ dừng lại ở việc cố gắng kiếm tiền để thoát nghèo mà quên đi việc hiếu thuận cha mẹ, vì chắc chắn số tiền bạn kiếm chẳng được là bao. Nếu may mắn, cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống tạm bợ hiện tại. Ngoài làm việc, hãy dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ, vì chỉ có lòng hiếu thảo mới thực sự giúp bạn thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn trong tương lai. Thực tế là trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, thì có rất nhiều việc chúng ta phải làm, phải hoàn thành mỗi ngày. Nhưng đừng vì thế mà quên đi cha mẹ vẫn đang mong ngóng chờ tin bạn. Dù một cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn thôi cũng đủ làm cho họ an lòng. Bạn nên biết đặt chế độ ưu tiên của mình ở đâu, và ưu tiên nhất vẫn luôn nên là bố mẹ mình bạn nhé. Theo lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, thì cha mẹ là phúc điện, nơi nuôi dưỡng phúc đức lớn nhất trên thế gian này. Thời Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi, bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp, phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Người sinh ra và nuôi dưỡng bạn nên người có công lao vô cùng lớn lao. Vì thế, khi bạn làm họ vui, hạnh phúc, thì phúc đức của bạn càng tăng trưởng nhanh chóng. Vì thế, thay vì cố gắng tìm vận may ở nơi nào xa xôi, thì hãy hiếu kính cha mẹ
Khi làm được việc tốt ấy, bản thân sẽ cảm thấy an lòng, tĩnh tâm, trở nên sáng suốt hơn. Công việc nhờ thế mà êm xuôi, sự nghiệp cứ thế mà tinh tiến. Thứ hai, kẻ hay oán hận. Có những người đeo đầy vàng ngọc kim cương, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thực ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu có biết. Lời Phật dạy về hận thù đã cho chúng ta biết rằng sự oán hận chỉ khiến ta mãi chìm đắm trong nỗi đau khổ không bao giờ chấm dứt được. Khi không buông bỏ được nó thì tâm oán thù đó vẫn cứ đeo đẳng ta từ kiếp này tới kiếp khác. Lòng oán hận cứ như thuốc độc đang âm thầm giết dần chiếc mòn tâm trí họ và làm tổn hại âm đức. Đức Phật đã căn dặn rằng một lần oán hận có thể hủy hết cả công đức mà bạn tích góp trong nhiều kiếp. Thực tế, đã có người anh vì tức giận việc người em mượn mình số tiền lớn mà không chịu trả, khó chịu chị em vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nuôi hận đã lâu, người anh chờ cơ hội ra tay giết hại gần hết gia đình người em. Thế mới thấy rằng oán giận là nguồn gốc của tất cả tội ác. Do đó, đừng xem nhẹ sự oán hận dù nhỏ bé thế nào đang bắt đầu dấy lên trong lòng mình. Nó chính là cội nguồn của cuộc sống khổ cực, khó khăn của bạn trong tương lai. Nếu bản thân nhận ra mình đã mang mệnh khổ chỉ vì lòng hận thù, thì hãy quay trở về cội nguồn, gốc rễ vấn đề. Đôi khi đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là ở tâm tính. Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, quá giải hận thù, sống từ bi, hỷ xả, để tâm được an vui, rồi may mắn sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế để đừng nói ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít dài hơi thở thật sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống, tìm cách hóa giải nó trong tâm trí của mình. Thứ ba, kẻ sống vô ơn. Theo lời Phật dạy về lòng biết ơn, trân trọng thứ mình đang có, bạn sẽ có nhiều hơn. Điều này có nghĩa là khi bạn làm điều ngược lại thì cuộc sống của bạn sẽ thiếu thốn khổ sở. Thực tế là những người mang mệnh khổ hay phàn nàn mọi thứ, đổ lỗi và chỉ trích, như thể bản thân là người tốt, chỉ có mọi người sống lỗi với họ vậy. Họ tỏ ra mẫu mực, còn người khác sai trái, rằng ông trời bất công không ghi nhận nỗ lực của họ. Họ quên đi rằng cuộc sống hiện tại của họ đã may mắn hơn so với vô số những người ngoài kia. Bản thân vẫn có cơm để ăn, quần áo để mặc đã là quá may mắn rồi. Thế nhưng họ lại không nhận ra điều đó. Dường như họ không hề biết tới khái niệm lòng biết ơn để hiểu ra rằng họ đang hưởng rất nhiều ân huệ của rất nhiều người xung quanh mình. Đức Phật đã dạy về lòng biết ơn rằng có hai hạng người này. Này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hay? Người thi ơn trước và người biết nhớ ơn đã làm.
Hai hạng người này, này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng dạy rằng, còn biết ơn là còn hạnh phúc. Vì thế, hãy luôn học cách tỉnh thức, biết ơn mọi thứ mình đang có, thay vì than phiền trách móc vì những thứ mình chưa có. Có thể bạn thắc mắc, kẻ sống vô ơn là đặc điểm người mang mệnh khổ. Thế nhưng, bạn vẫn thấy rất nhiều người như thế vẫn có được cuộc sống sung sướng đây thôi. Thực tế, những gì mà họ có rất tạm bợ. Nay mai, họ sẽ rơi vào cảnh cơ hàn vì chính tính xấu này của mình. Hiện tại, họ như thế, nhưng không ai đảm bảo tương lai của họ sẽ tiếp tục an vui, hạnh phúc. Thứ tư, kẻ sát sinh. Sát sinh giữa bất cứ lý do gì thì đều không tốt. Giết hại loài vật khác luôn là điều không nên, vì ai cũng ham sống sợ chết. Khi một người sát sinh, họ đã gieo rắc khổ đau cho người khác. Theo nhân quả thì chính kẻ đó cũng không thể có được một cuộc đời sung sướng an vui. Hay sát sinh thì ác mệnh khổ đã là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng sinh từ bao lâu nay. Vì theo Phật giáo, trong tất cả các tội nghiệp thì sát sinh là tội nặng nhất. Thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên tương tàn, tương sát lẫn nhau. Nên với lòng từ bi vô hạn, Phật không cho người xuất gia giết hại dù chỉ trong tâm tưởng. Người tại gia thì hạn chế tối đa việc giết hại các loài vật, cho đến khi nào giữ được trọn vẹn mới thôi. Thế nhưng, sự thật là trong cuộc sống thường nhật, rất nhiều người không để ý việc này. Họ thường chọn những công việc gây hại tới nhiều loài vật khác và cho rằng bản thân cần phải mưu sinh. Dường như họ đã có nghiệp phải dính mắc vào đó nên không thể thoát ra được. Hơn nữa, họ cũng không đủ trí để nhận ra điểm sai của mình ở đâu cho đến khi tai họa ập đến. Vì thế, để đảm bảo tương lai không rơi vào hoàn cảnh khổ cực, thì ngay từ bây giờ, bạn cũng cần chọn lựa nghề nghiệp chân chánh để không làm tổn hại cho người và cho vật. Thứ năm, kẻ hay đơm đặt chuyện thị phi. Một trong những đặc điểm người mang mệnh khổ mà ít ai ngờ tới, đó là kẻ thích nói chuyện thị phi. Họ thích tìm vui qua những câu chuyện mà bản thân thiêu dệt, giết thời gian quý giá của mình bằng những buổi chuyện trò vô bổ. Họ vô tình làm khổ người khác, thậm chí đẩy người ta tới đường cùng chỉ bằng câu chuyện thiếu cơ sở của mình, mà cứ tưởng bản thân là người trượng nghĩa, đứng về lẽ phải. Nhân quả rất công bằng. Họ gieo đau khổ cho ai, họ sẽ nhận về tương ứng. Vì thế, bản thân những người này đang tự bước vào cõi khổ mà không hay. Hơn nữa, thời gian là vàng bạc. Trong khi họ mãi buôn chuyện, thì những người chăm chỉ kiếm tiền ngoài kia đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày. Vì thế, đừng trách vì sao lại rơi vào cảnh khổ, nguyên nhân do chính họ mà thôi. Đức Thế Tôn từng căn dặn đệ tử của mình cần nỗ lực tinh hóa khổ nghiệp bằng cách không nói lời bịa đặt để gây đau khổ cho con người. Thay vào đó, ta nên chọn lời thiện lành mang lại sự lợi ích an lạc cho mình và cho nhiều người. Được như vậy, lời nói trong giao tiếp
giữa mọi người trên cuộc đời này sẽ tạo nên môi trường sống thương yêu, hiểu biết, hòa hợp, an vui. Để lời nói có giá trị, Phật dạy: thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo, các lời là thiện thuyết không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với từ tâm. Có thể thấy, dù bản thân có mang những đặc điểm trên, thì chính ta vẫn có thể tìm cách thay đổi. Chỉ cần làm ngược lại những đặc điểm này, ta sẽ không phải rơi vào cảnh khổ. Hãy ý thức bản thân rèn luyện từng ngày, từng giờ. Vì chỉ có như thế mới giúp cho vận mệnh được thay đổi, dần dần phước đức trí tuệ tăng trưởng nhiều lên, và sẽ có ngày ta có được cuộc sống như mơ. Quả tán theo góc nhìn đạo Phật. Theo quan điểm của Phật giáo, mỗi người có hai phần thân xác và phần tâm linh, hay còn gọi là hồn và xác. Hồn là phần quan trọng, xác chỉ là đất nước, chết rồi chỉ về với cát bụi. Nhà Phật gọi xác là thân tứ đại, trong ngũ uẩn thì xác thuộc về sắc uẩn, còn bốn uẩn còn lại là thuộc về tinh thần. Phần tinh thần khi bốn uẩn đó tan rã thì sắc uẩn về với cát bụi, còn bốn uẩn còn lại sẽ di chuyển về kiếp sau tái sinh một đời sống mới. Khi con người chết đi, tức thần thức không còn trên thân xác này nữa, thân xác đã đến thời hoại diệt, nên thân này dù chôn xuống đất hay quả thiêu cũng không ảnh hưởng đến thần thức, đó là linh hồn hay nghiệp thức. Linh hồn tùy thuộc vào sự tạo lành ác khi thân xác còn sống mà chuyển nghiệp tái sinh và luân hồi lục đạo, hay thành Bồ Tát Phật. Nên theo quan niệm của Phật giáo, việc quả táng không ảnh hưởng gì đến linh hồn, cũng không hề gây khó khăn cho việc tái sinh, chuyển kiếp. Dòng linh được về trời hay xuống địa ngục là do chính bản thân ta quyết định khi còn sống trên thế gian. Tất cả đều do bản thân mình tự tạo ra, chứ không có ai từ bên ngoài có quyền tác động. Theo Phật giáo Ấn Độ, việc quả táng là làm theo phong tục sẵn có của Ấn Độ thời cổ, chứ không phải là một sự bắt buộc nhằm nhắc nhở rằng khi chết rồi thì đừng nên luyến tiếc gì nữa. Vì họ tin rằng trò cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với lực đã khai sáng ra nó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi mất đã dặn các đệ tử quà tán, sau đó thu các xá lợi và chia cho các nước. Các đệ tử đã làm theo di huấn của Ngài. Các vị thánh tăng trước đây cũng quà tán. Quà tán rất sạch sẽ, văn minh. Chúng ta không phải lắp xuống đào lên. Khi quả táng, vong linh sẽ không chấp trước vào thân xác. Bản thân vong linh cũng rất lợi ích, người sống cũng rất nhàn hạ. Tuy nhiên, việc Đức Phật có khuyến khích việc quả táng hay không, không hề được ghi lại. Việc này, theo các nhà nghiên cứu, nó không ảnh hưởng đến văn hóa tâm linh. Việc người quá cố có độ trì cho người sống hay không là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta, chứ không phải nhất nhất phải chôn cất mới được người mất phù hộ.
Người Việt quá quen với tập tục chôn sau khi chết. Quả táng có nên hay không? Cho đến nay vẫn là câu hỏi của nhiều người Việt. Vì từ xa xưa đến giờ, trong khi các quốc gia khác nhau có nhiều cách xử lý thân xác sau khi chết, còn ở Việt Nam đa phần là địa táng. Thậm chí có những vùng người thân trong nhà tập trung tiền của xây mộ thật to, thật tốn kém để mong được phù hộ để làm ăn thuận lợi. Hiện tượng này chẳng qua là những cuộc phấn đấu của những người xưa kia khi nghèo, thua suốt người khác, nay có tiền xây nhà mộ cho ông bà tổ tiên để được bù đắp, thoải dạ lúc còn sống. Trong khi đó, ở các nước giàu có, văn minh, họ rất biết tôn trọng môi trường, nên các khu an táng nghĩa địa rất đơn giản. Các khu mộ gần như là đất bằng, chỉ có tấm bia, không lăng tẩm, không mồ mả cao to, cầu kỳ như ở Việt Nam. Thực tế là khi chúng ta địa táng, xây mồ mả đẹp thì vong linh lại chấp trước. Họ cứ quanh quẩn ở đó thì rất khó siêu thoát. Chính quan niệm có tính cố hữu này trong tâm trí của từng người Việt, nên việc thực hiện quà táng không quá phổ biến, vì họ sẽ chấp trước, tức giận khi cho rằng thân mình bị đau đớn khi bị lửa đốt. Quà táng giúp cho người sống xem nhẹ thân này và thấy được thân này rất giả tạm. Chúng ta không bị chấp mắc vào cuộc đời, và hơn thế nữa, giải quyết được vấn đề đất, người sống sẽ không phải lo thiếu đất. Cần khai thị cho người đã khuất trước khi quà táng. Trong những năm gần đây, thì hình thức quà táng sau khi chết khá phát triển, và mọi việc có vẻ như rất yên ổn, không có vấn đề gì. Thế nhưng, có những gia đình giải quyết phần tâm linh không tốt, khiến cho vong linh chấp trước. Phần thần thức mến tiếc thân xác đó. Họ cảm thấy mình nóng, tức giận con cháu, nên có nhiều gia đình gặp những chuyện không vui sau khi quà táng. Chính những điều bạn chưa biết về quà táng và nghĩ rằng thân xác nếu mang vào lò thiêu sẽ thấy rất nóng đau đớn. Đây là hiểu lầm cơ bản. Điều này xuất phát từ sự chấp trước, do tâm chấp trước sinh ra mà thôi. Nhiều vong linh sau khi chết sẽ thấy nóng và về báo mộng cũng chỉ là họ chấp trước vào thân xác, trong khi sự thật không phải như vậy. Thế nhưng, cũng không thể ép hay áp đặt suy nghĩ của chúng ta lên người thân hay người đã mất được. Để xử lý tốt việc này, tránh sự hiểu lầm rồi gây ra những bất lợi cho cả người sống lẫn người chết, thì chúng ta phải khai thị. Việc khai thị nhằm mục đích giải thích cho họ hiểu rằng thân này không phải là của mình, không phải là chính mình, trước hết là của cha mẹ cho mình mượn. Chúng ta mượn máu, huyết của cha mẹ, sau đó ra đời mượn đất, nước đắp vào. Đến lúc chết rồi thì phải trả lại. Nhà Phật coi thân xác như chiếc áo. Mỗi kiếp chúng ta mặc vào, rồi hết hạn lại cởi bỏ ra. Cho nên, trong nhà thiền từng nói, sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hà. Nói cho người đó rõ quan niệm về thân, thần thức với thân có thể rời nhau để họ không chấp vào thân làm gì, vì không còn quan trọng nữa. Để người đó giác ngộ, họ tự nguyện rằng sau chết sẽ chấp nhận quà táng.
ta có thể khai thị cho người đó để họ giác ngộ trước khi chết, hoặc nếu người đó qua đời, ta sẽ khai thị cho vong linh để cho vong linh không chấp trước nữa. Họ đồng thuận với việc chọn hình thức quả thiêu. Phải đến khi họ hiểu và chấp nhận việc quả thiêu thì quá trình này mới diễn ra. Tránh để họ hoang mang, hoảng sợ, tưởng rằng người thân ép họ phải làm như thế. Đây là một việc làm rất quan trọng, bởi vì quan niệm chôn ở đất đã từ lâu quen với tập tục chôn sau khi chết. Cho nên chúng ta phải giải quyết khâu tư tưởng này trước đối với người sống, và đối với vong linh đều phải khai thị.